chiều nay cơn mưa lá bé con tim buồn sao người nhớ buồn lâu nay con tim mỏi thương Hello, xin chào các bạn. Đến với clip này thì mình sẽ test đam cây FNF2000 Red Cool. Cũng là cây trong chế độ AI. Rất là dễ kiếm như các bạn. Mà đi một trận rồi chắc chắn là cũng có một cây được 7 ngày. Bây giờ hiện tại là cái cây đó số ngày của mình nó lên 140 mấy ngày. Thì theo nhận xét của mình thì cây đó là bắn rất là im. Ủa mà theo mình coi cái clip của Tiền Nhâm Bay thì là cái cây đó nó có lên tiếng đạn mà sao cây của mình thì nó không có tiếng đạn, không hiểu. Mình bắn thì không có nghe tiếng, không nghe tiếng súng. Đây, 37 ghi một băng. Ý, có nghe rồi. Vậy là chắc bữa mình tắt quá. Bữa mình tắt cái rồi. Cái này cũng có chế độ nhắm thì nhắm gần hơn, mà theo mình biết thì chắc không ai thích nhắm đâu. Đây đã có cơ hội test đạn rồi. Đấy, các bạn thấy chưa, cứ việc nã thôi, đam là kinh điển. Nhưng mà đối với những mình thì đam mê thì mình quay clip thôi, chứ mình cũng không có tài khoản VIP gì, mình chỉ thích chơi vậy thôi. Chút rồi. Đấy, được 19 kill. Thế là mình gà hơn rồi, mình gà hơn bạn Tình Sân Bay nhiều. Đây, nên mình bắn xa ra. Bắn xa thì các bạn nhắm thì rất là đấy. Đường đạn hình như thôi đi lên nha mấy bạn. Bởi vì mấy bạn bắn ghìm ở dưới chân hay hơn. Nào mấy bạn có đi mấy bạn test. Tại sao lại đứng cản đường mình? Đâu phải là cầm súng MG đâu. Trời ơi, cầm súng rai mà cứ tưởng là MG. Trời ơi. Lui lỡ thay đạn là được rồi. Trời ơi. Bắn mới được có một kill một. Là bắn. Mình không hiểu sao không bị biết bị gì. Mà lúc mình xả nó không có chịu hiện, bắn nhầm khi bắn mười mấy viên mà không được một kill, nó vẫn còn trăm máu cứ làm hoài vậy đó. Các bạn này làm gì thế? Bạn Termito này làm gì thế? Monkey là con khỉ. Monkey Dilupi. Yeah. Chết đi chém chém đi. Oh, mình đã giết. Bye bye các bạn. Nước quá.